Mình hết chỗ để xe rồi, bây giờ cũng không có khui xe mới nữa, cho nên là mình bắt buộc phải mở một cái khung này nữa nha. Thì cái khung này là cái khung thứ hai, khung số 2 á, là nó là chiếc Datsun màu vàng. Khung số 3 là chiếc Chevy BM màu xanh, còn khung số 4 á, là cái chiếc mẹt màu đen mới vừa ra thôi. Thì để chuẩn bị cho cái khui này nó mới tinh luôn, mình có con dao và để đính trên đây nè. Thì mình có sử dụng là hai con ốc cây viết để mà đánh dấu và cái móc khoan. Rồi giờ mình khui thôi, mình chưa khui lần nào luôn. Không phải là chưa khui lần nào mà là cái chiếc này, cái thay này chưa khui lần nào luôn. Đây bạn có thể thấy nè, chiếc Datsun màu vàng nha, thì cái thanh này nó màu trắng, chỗ này là thanh này là nó màu trong suốt, màu nhựa trong suốt. Còn cái đời mới nữa thì hình như là cái thanh nó màu đen thì phải. Thì nó sẽ đẹp hơn, đẹp hơn là các bạn xem. Trắng nha các bạn, rất đã. Còn nếu mà các bạn không gắn lên tường á, các bạn có thể là sử dụng cái chân ở đây nha, đây có hai cái chân, các bạn gắn vô cái khớp này, nó giống như là một cái tivi á đó. Còn cái này là mình treo lên tường, mình để luôn. Đây hai cái nút, hai cái lỗ để mà mình bắt lên đó, hướng dẫn mình không xài để luôn đó. Lego Hot Wheels rất là xịn nha các bạn. Đây và chiếc xe này á thì nó được dán lên trên cái thanh này luôn các bạn, nên là mình dầm phải gỡ ra. Tốt. Quá kỹ các bạn. Trước mình cũng rất là vất vả để mình tháo cái này, đổ mồ hôi luôn. Trời mưa mà cũng có mồ hôi đó. Rồi, chiếc Datsun màu vàng nha các bạn. Ê, bị trầy. Bị trầy này. Nó lò nó có nó trầy hay nó dính vàng đây. Cái này lát mình xử lý sau. Rồi nha, bây giờ mình sẽ lấy dấu. Mình đi tùy các bạn có muốn là để mất bằng hay không bằng thì các bạn sẽ lấy dấu. Bạn nhớ lấy dấu ở trên nha, lấy dấu trên để chúng ta gài vô. À,
Rồi mình sẽ làm khoan mồi trước đây bạn. Tại sao phải khoan mồi? Là bởi vì đây nè, mình không có để cao lên dài xuống được, nên mình phải khoan mồi. Khoan mồi để mà nó sát lên luôn. Nghe không? Giờ đứng lên cái gì? Để nhẹ nó vô thôi. Đúng không? Rất bình tĩnh. Rồi xong. Để xe lên. Đóng lại. Đó. Thì hai cung này nó khác nhau, chỉ là khác cái thanh này thôi nha các bạn. Khác luôn chiếc xe luôn. Rồi chiếc đất xuồng. Rồi giờ mình đã xử lý này. À, nó bị mất cái màu đen. Nguyên một chiếc này là nguyên một chiếc sơn vàng hết. Xong rồi họ mới chụp cái đen lên. Thì đây mình rờ cái tay vô thì nó lại bị lõm vô cái phần màu vàng đây. Rồi nó mất luôn cái phần màu vàng. Khổ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha.